Hi, Missy xin chào các bạn. Tiếp tục với phần giới thiệu các phát âm của từ. Hôm nay mình sẽ học cách đọc đuôi IBLE ha. Nếu mình thấy y ngắn BLE như thế này đứng cuối từ thì nó thường sẽ là tính từ nha các bạn nhé. Và đuôi này sẽ được đọc là able, phân thành hai âm tiết nha ha. Dấu chấm như vậy để các bạn biết rằng thành hai âm tiết able. Chữ L đứng ở cuối thì mình sẽ thường phiên âm là O ha, kế với phụ âm đằng trước. Bồ ha, ơ bồ ha, mình không đọc là y bồ hay là a bồ nhé. Ơ bồ. Rồi terrible, 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 terrible có nghĩa là very very bad, very unpleasant, có nghĩa là kinh khủng, khủng khiếp, xấu xa kiểu vậy. Horrible, horrible, horrible cũng giống như terrible nhá, nói chung là cái gì mà xấu xấu, tệ tệ, dở dở, khủng khiếp, đáng sợ này kia đều là terrible với lại horrible đó các bạn. Đó, nhưng mà horrible cảm giác khủng khiếp hơn nhỉ ha, bởi vì mình có phim kinh dị là horror phim mà ha. Đó, terrible, horrible. Rồi possible, possible, possible có nghĩa là có khả năng xảy ra, có thể xảy ra, hay là các bạn thêm y với m đằng trước impossible có nghĩa là gì đây, không thể xảy ra. Mình có bộ phim gì đây, nhiệm vụ bất khả thi đó, mission impossible ha. Possible có thể xảy ra nha. Invisible, invisible lấy từ từ vision đó các bạn, vision là tầm nhìn. Vậy visible có nghĩa là có thể nhìn thấy, in là phủ định ha, invisible có nghĩa là không thể nhìn thấy hay là vô hình đó các bạn, invisible. Rồi tiếp cái này sẽ là gì đây, plausible. Plausible nó cũng giống như từ reasonable các bạn, có nghĩa là kiểu như là hợp lý, đáng tin cậy kiểu vậy ha, plausible. Lại nhá, terrible, horrible, possible, invisible, plausible. Tại vì âm ơ này thường mà đọc nhanh mà ha. Phiên âm các bạn thấy chưa, điều là gì đây, able ha, đọc nhanh nè, terrible, terrible, ho o ngắn nha, horrible, đọc o dài cũng được, anh Mỹ thì đọc là o dài ha. Đó, horrible, horrible, possible, possible, invisible, invisible, plausible nhá, plausible, plausible. Ok, that's all, goodbye.